Thưa quý vị, năm nay lễ Giỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức gắn với Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 4, tức từ mùng 1 đến ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức thành công lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023, đảm bảo trang nghiêm, thành kính về phần lễ và vui tươi, phấn khởi về phần hội, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách thập phương về với đất tổ cội nguồn. Như một lời hẹn ước, những ngày tháng 3 âm lịch, đồng bào du khách ở khắp mọi miền Tổ quốc lại hướng về đỉnh núi Thiêng Nghĩa Lĩnh để dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, người Việt Nam từ già đến trẻ, từ miền ngược đến miền xuôi, cả trong nước và nước ngoài đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất khi trở về thăm viếng mộ tổ, thắp nén hương tri ân công đức tổ tiên. Ai nấy đều cảm thấy xúc động, tự hào. Với tất cả cái niềm trân trọng tri ân công đức tổ tiên, chúng tôi xin thắp một nén nhang để tri ân công đức của các bậc tiền nhân, để làm sao mong cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, và chúng ta cùng hướng đến một cái khát vọng phát triển của dân tộc, của quê hương, của đất nước. Đầu tiên khi mà tôi tham gia lễ hội Đền Hùng là vào năm 2006, và sau 17 năm được quay lại tham gia lễ hội Đền Hùng năm nay thì tôi cảm thấy rằng là cái quy mô tổ chức trang trọng hơn, các cảnh quan và các khung cảnh được làm một cách khá là tỉ mỉ, chi tiết, cũng như là ban tổ chức rất là quan tâm và hỗ trợ đối với các kiều bào người Việt ở nước ngoài khi mà tham gia chương trình này. Trong dịp Giỗ Tổ năm nay, Phú Thọ đã trở thành nơi hội tụ của các tinh hoa di sản văn hóa mọi miền Tổ quốc, khi lần đầu tiên 13 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh biểu diễn trên sân khấu chung. Phú Thọ cũng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức liên hoan trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh, triển lãm di sản văn hóa du lịch các vùng kinh đô Việt Nam, Diễn đàn Việt Nam phát huy vai trò của di sản và văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững. Cùng với đó, đồng bào và du khách còn được hòa mình vào không khí rộn ràng, sôi động với hơn 20 hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức xuyên suốt những ngày lễ hội Đền Hùng diễn ra. Khi tham quan hội trại thì tôi cảm thấy là mỗi một huyện ấy thì có một cái đặc sản vùng miền khác nhau, rất là đa dạng phong phú. Các hội trại thì tôi thấy khâu tổ chức rất là cẩn thận, rất tỉ mỉ, rất chu đáo, rất tuyệt vời. Hôm nay là lần đầu tiên tôi mới được đi hội thì tôi thấy rất là vui, mà không khí thì rất là nồng nhiệt, những cái đoàn múa lân thì rất là đẹp. Tôi cứ muốn là năm nào tôi cũng được đi về đây, nhà nước mình cứ tổ chức như thế này là tôi rất vui. Để tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào và du khách thập phương về sự Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023, ban tổ chức đã xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, phòng chống cháy nổ, cũng như công tác phòng chống dịch. Nhiều giải pháp hỗ trợ, cung cấp thông tin, công nghệ số cũng được triển khai. Công tác tổ chức tiếp tục được đánh giá là một trong những lễ hội mẫu mực của cả nước. Đối với các đoàn phóng viên báo chí khi lên tác nghiệp tại Đền Hùng, chúng tôi được trang bị những phòng làm việc riêng với cơ sở vật chất khá là đầy đủ, mạng wifi, rồi những thông tin cung cấp cho báo chí thì cũng đã rất là rõ ràng và đầy đủ để chúng tôi có thể tác nghiệp một cách hiệu quả nhất. Năm nay thì cái công tác tổ chức của tỉnh Phú Thọ tiếp tục diễn ra rất là tốt, khi mà đã có rất nhiều những lực lượng chức năng hỗ trợ cho các đại biểu, những người dân có thể về thăm Đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 một cách thuận lợi nhất và tiếp tục giữ hình ảnh một lễ hội văn minh. Cái ý nghĩa đồng bào đã được thể hiện rất là đầy đủ trong cái Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm nay ở tất cả các bộ phận, ở tất cả các đối tượng và tất cả các cái công chúng khác nhau, kể cả người Việt ở trong nước và nước ngoài. Thì chúng tôi cho là cái sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh cũng như là sự chuẩn bị của các thành viên ban tổ chức năm nay rất là trách nhiệm, nó đóng góp lên cái sự thành công của Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm nay. Tổ chức thành công lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2023 đã thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ với việc gìn giữ di sản văn hóa của cha ông, đồng thời biến di sản thành tài sản, tạo sức hấp dẫn, thu hút khách du lịch,
góp phần xây dựng Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, đưa tài nguyên văn hóa trở thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội địa phương theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng.